Em làm đi. Tình hình Thím thế nào rồi? Dạ, Thủy bị suy nhược cơ thể do căng thẳng công việc ạ. Đúng là mấy hôm nay công việc của tập đoàn quá nhiều. Dạ. Thím mình cứ phải làm việc đến khuya mới về. Bác sĩ nói sao? Bác sĩ bảo là Thủy phải nằm yên tĩnh dưỡng một tuần anh ạ. Yêu cầu ở bên bệnh viện xin hai y tá túc trực 24/24 để chăm sóc. Và yêu cầu dùng những loại thuốc tốt nhất. Kinh phí rồi chi nhánh trả, hiểu chưa? Dạ, hiểu rồi ạ. Hai đứa đã ăn gì chưa? Dạ, chúng em chưa. Tí nữa hai người vào đây sẽ trông thay. Dạ. Tranh thủ đi ăn cái gì nhé. Vâng ạ. À, em tính là tối nay em ngủ lại đây để trông Thủy luôn. Phòng điều trị chú Thím Định Biến này là phòng hạnh phúc đấy hả? Cô ráng mà tình dưỡng nha. Dạ. Alo, ai gọi tôi đấy? Đó là chú Lai. À. Chào anh chú. Ờ, tôi nghe đây. Chuyến này tôi cần 5.000 bánh và 3 tải viên. Sao? Thế ai là người trực tiếp giao dịch với tôi? Một người mới. Thế lão đại đâu? Hey, lão đại bận rồi. Ừ. Đặt cọc thế nào đây? Ngộ sẽ chuyển 50% trước. Sau khi nhận hàng, Ngộ sẽ chuyển 50% còn lại. Ok. Tôi sẽ trực tiếp giao dịch với anh sau. Chào. Ông chủ tịch đã nói rồi đó, tất cả công ty sẽ tập trung lo cho cô. Cô cứ an tâm, tịnh dưỡng nghe chưa? Ừ, cảm ơn anh. Ừ. Cố gắng lo cho cô ấy nha. Dạ, cảm ơn anh. Có một chút thay đổi. Sáng mai, chú cứ dẫn đoàn đến Hưng Hòa. Anh phải ở nhà. Còn bây giờ mọi người cứ ở đây. Tôi phải đi có chút việc. Tú. Thưa anh, có chuyện gì ạ? Bên kia có đơn hàng lớn. Chuẩn bị đi. Đơn hàng lớn? Dạ, số lượng như thế nào? 5.000 cái và 3 tạ. 5.000 và 3 tạ? Sao nhiều thế ạ? Đợt trước vận chuyển hỏng nên rất khan hàng. Thế còn thanh toán thì sao? Lần trước họ đã nhận được hàng đâu. Mà đây là mối khách quen, mình phải giữ chữ tín chứ. Em hiểu. Nguyên liệu thế nào? Về vật liệu chắc chắn chúng ta phải nhập thêm cả hóa chất lẫn hàng thô. Em triển khai đi. Họ cho mình 2 tháng. Nói với tất cả người của mình luôn luôn sẵn sàng, nhớ chưa? Dạ, em hiểu rồi ạ. Em sẽ qua làm việc với Sơn ngay ạ. Em xin phép.